Xin kính chào quý vị đến với chương trình Tâm Chấn VITV phiên bản YouTube. Chương trình buổi trưa ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nga và Ukraine vẫn nín thở chờ thời cơ sau 6 tháng giao tranh ác liệt. Đức tuyên bố hỗ trợ Ukraine đến cùng. Châu Âu lo lạm phát chồng lạm phát. Việc Nga và Ukraine tuyên bố đạt được những bước tiến trên chiến trường không thể che giấu một thực tế ảm đạm là xung đột đang rơi vào bế tắc và kịch bản chiến tranh sẽ kết thúc dường như là viễn cảnh xa vời. Giao tranh giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt, hai bên đang nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào phía chiến tuyến của đối phương. Tròn 6 tháng diễn ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, viễn cảnh về một mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt và chiến sự leo thang ở điểm nóng Ukraine đã hiện ra trong tâm trí nhiều người. Tháng 7 vừa qua, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Kiev muốn đẩy lùi Nga ra khỏi biên giới nước này trước mùa đông vì nếu không thực hiện được mục tiêu đó, quân đội Nga sẽ có thời gian củng cố lực lượng và tăng cường phòng thủ khiến cho cuộc đại phản công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Chuyên gia này cho rằng việc tăng cường sức mạnh không quân của Ukraine thông qua chuyển giao các máy bay chiến đấu cũng như nâng cao năng lực về pháo binh và xe tăng có thể giúp Kiev sớm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây dường như không sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Việc có thể bị kéo vào cuộc giao tranh với Nga khiến cho Mỹ và NATO phải thận trọng trong mọi quyết định về việc cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết, Nga không thấy bất cứ triển vọng nào cho một giải pháp ngoại giao, thay vì đó ông dự đoán xung đột sẽ kéo dài. Ông cũng nhấn mạnh quyết tâm của phương Tây sẽ sụp đổ trước khi nền kinh tế của Nga sụp đổ do ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt. Tuyên bố này không phải là không có căn cứ. Đã có những dấu hiệu cho thấy Mỹ và EU đã bắt đầu mệt mỏi và gánh nặng chi phí trong việc hỗ trợ khí tài quân sự cho Ukraine. Khi xung đột tròn 6 tháng, nhiều người cho rằng sự đồng thuận của phương Tây trong nỗ lực ủng hộ Ukraine có thể bị phá vỡ khi châu Âu bước vào một mùa đông ảm đạm trong bối cảnh giá lương thực, thực phẩm tăng cao, thiếu hụt năng lượng sưởi ấm và nguy cơ suy thoái kinh tế trầm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định việc giảm nhịp độ tấn công trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là một quyết định có chủ đích với mong muốn giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường. Theo ông Shoigu, thì quân đội Nga đã tổ chức làm việc một cách có hệ thống để xây dựng cuộc sống hòa bình tại những lãnh thổ được giải phóng. Nga vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đồng thời nhiều lần khẳng định chiến dịch này chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và dân thường sẽ không gặp nguy hiểm. Hãng thông tấn TASS cho biết lực lượng Ukraine đã nã pháo vào một trụ sở chính quyền địa phương ở trung tâm Donetsk, làm 3 người thiệt mạng. Khách sạn trung tâm Donetsk cũng bị ảnh hưởng và khách phải sơ tán. Các hãng thông tấn của Nga dẫn thông tin từ một quan chức cho biết một trong những quả đạn được sử dụng trong cuộc tấn công đã được bắn từ hệ thống pháo HIMARS do Mỹ sản xuất. Tổng thống Zelensky nói rằng một ga tàu ở tỉnh miền trung Dnipro đã bị tập kích khiến cho ít nhất 22 người chết trong ngày độc lập của Ukraine. Trợ lý Tổng thống Ukraine sau đó thêm rằng Nga đã tập kích Chaplin trong hai đợt nhằm vào các ngôi nhà và ga tàu hỏa. Ông Zelensky nhấn mạnh Moscow sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động tại Ukraine. Lễ kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine ngày 24 tháng 8 diễn ra trong thời điểm đánh dấu 6 tháng Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong một bài phát biểu đầy xúc động ở trung tâm thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine ông Zelensky nói rằng chiến dịch của Nga đã vực dậy tinh thần dân tộc của người Ukraine. Nhà lãnh đạo 44 tuổi tuyên bố đã sẽ giành lại các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền đông Ukraine, cũng như bán đảo Crimea. Ông Zelensky nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Ukraine là phản đối bất kỳ hình thức thỏa hiệp nào. Chiều ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng New Zealand cho biết một binh sĩ của nước này đã thiệt mạng tại Ukraine. Tuy vậy, binh sĩ này không phải thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ mà đang ở trong kỳ nghỉ, không được trả lương. Theo thông tin từ phía chính phủ New Zealand, nước này đã cử binh sĩ đến châu Âu để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, chứ không cử binh sĩ đến Ukraine. Một quan chức do Nga bổ nhiệm ở thị trấn Mykolaivka ở miền nam Ukraine đã thiệt mạng sau khi chiếc xe của ông phát nổ vì bị gài bom. Cái chết của ông là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các quan chức Nga do Nga bổ nhiệm tại các khu vực lực lượng này kiểm soát tại Ukraine. Tại tỉnh Kherson lân cận, phó lãnh đạo thị trấn Kharkovka đã bị bắn chết tại nhà riêng vào ngày 6 tháng 8.
Đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết Nga đã cung cấp cho Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bằng chứng ảnh về việc quân đội Ukraine pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Theo ông thì tình hình an toàn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân này đã xuống cấp trong 2 tuần qua. Đồng thời thì ông nhấn mạnh rằng quân đội Nga không đặt vũ khí hạng nặng ở đó và sẽ không sử dụng nhà máy cho mục đích quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây cho biết tốc độ tấn công trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chậm lại là đây là một quyết định có ý thức với mong muốn giảm thiểu thương vong dân sự. Theo ông thì quân đội Nga đã tổ chức công việc có hệ thống tại các vùng lãnh thổ được giải phóng để thiết lập một cuộc sống hòa bình. Đồng thời, ông lưu ý rằng các quan chức quân đội Ukraine đang sử dụng chiến thuật tiêu thổ, vi phạm rõ ràng các quy tắc quốc tế và hành động như những kẻ khủng bố. Theo lời một quân nhân trong lực lượng vũ trang Ukraine, binh lính Ukraine tháo chạy khỏi tiền tuyến sau khi bị pháo kích, nhờ đó quân đội Nga có thể tiến sâu vào các vị trí của đối phương. Theo người này thì các cuộc pháo kích với cường độ mạnh và kéo dài của lực lượng vũ trang Nga đang làm binh lính Ukraine mất tinh thần. Nguồn tin cho biết Bộ Tư lệnh Ukraine nhận thức được cả vấn đề và đang cố gắng bổ sung các binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu cho các lính mới, nhằm ngăn chặn tình trạng tháo chạy tập thể sau các cuộc pháo kích, không nói rõ các biện pháp đó có hiệu quả hay không. Thủ tướng Đức tuyên bố Đức sẽ hỗ trợ Ukraine bất cứ khi nào Kiev cần giúp đỡ trong cuộc xung đột với Nga. Ông Thủ tướng Đức đưa ra bình luận sau khi chính phủ Đức ngày 23 tháng 8 thông báo cung cấp thêm 500 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Các thiết bị quân sự sẽ gồm hệ thống phòng không Iris-T, xe bọc thép, pháo phản lực, đạn chính xác và thiết bị chống máy bay không người lái. Theo tờ Telegraph, các nhà ngoại giao Anh đã đến thủ đô các nước châu Âu để thuyết phục đồng nghiệp không cắt viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh giá cả tăng cao. London lo ngại sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine có thể cạn kiệt trong bối cảnh giá cả gia tăng. Người ta nói rằng chính phủ các nước châu Âu lo ngại ngày càng nhiều về chi phí viện trợ vũ khí và hàng hóa nhân đạo, trong khi người dân nước họ đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng leo thang. Chính phủ Na Uy tuyên bố Na Uy và Anh đang hợp lực để mua máy bay không người lái siêu nhỏ Black Hornet của Na Uy để quyên góp cho Ukraine. Chi phí sẽ lên tới 9,2 triệu đô la Mỹ. Được biết gói viện trợ lần này bao gồm bản thân máy bay không người lái, phụ tùng thay thế, vận chuyển và đào tạo. Nguồn tài trợ sẽ đến từ một quỹ do Anh đứng đầu. Na Uy đã chuyển vào đó 41,1 triệu đô la Mỹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 24 tháng 8 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào đúng ngày độc lập của Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ ba của ông Johnson kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Sau khi cùng các binh sĩ đi dạo trên đường phố Kiev, Thủ tướng Johnson đã xuất hiện trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine ông Zelensky. Trong đó thì ông kêu gọi lãnh đạo Ukraine không nên tiến hành một số kế hoạch đàm phán mong manh với Nga. Không rõ ông Johnson đang đề cập đến kế hoạch nào, nhưng các quan chức Anh đã nhiều lần công khai kêu gọi Kiev không ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Cũng nhân chuyến thăm này, thì Thủ tướng Anh đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 50 triệu bảng Anh. Châu Âu đang chuẩn bị cho những đợt tăng giá mới, tốc độ tăng lãi suất nhanh hơn và suy giảm kinh tế nặng nề hơn. Đợt tăng giá khí đốt mới dường như đã dập tắt mọi hy vọng rằng cuộc chiến chống lạm phát của châu Âu sẽ sớm hạ nhiệt. Đầu tuần này, thì ngân hàng Citibank của Mỹ dự báo lạm phát của Anh sẽ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ là 18,6% vào tháng 1 năm 2023. Dự báo lạm phát của Anh được đưa ra khi giá khí đốt tự nhiên có ít dấu hiệu cho thấy sẽ tăng chậm lại, đặc biệt là khi Nga sẽ siết chặt xuất khẩu và các nước châu Âu chạy đua tăng dự trữ trước mùa đông. Giá khí đốt đã tăng gần 40% trong tháng 8 và gần 300% trong năm nay. Ông Thomas, nhà kinh tế cấp cao của Tổ chức Tài chính của Thụy Sĩ cho rằng đây là một cuộc khủng hoảng năng lượng khi giá điện đã tăng 10 lần so với thời gian trước thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19. Trong phiên giao dịch ngày 24 tháng 8 theo giờ địa phương, giá đồng euro có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 1 đô la Mỹ. Theo CNN, một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được bắn từ Ấn Độ sang Pakistan ngày 9 tháng 3. Do sự cố không gây thương vong về người nên hai nước láng giềng đã xử lý vấn đề một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, thì Islamabad đã yêu cầu New Delhi phải xử lý các câu hỏi về những cơ chế an toàn nhằm ngăn chặn các vụ phóng ngẫu nhiên. Do đó, New Delhi đã sa thải 3 sĩ quan IAF liên quan đến các vụ bắn nhầm tên lửa này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tâm chấn VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối nay. Một lần nữa, quý vị đừng quên xem và subscribe kênh YouTube của VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.